Sắm xong rồi giờ tháo mấy cái nẹp ha. Tháo mấy cái nẹp chỉ ở dưới cái đế trực đó. Thì sau khi người ta lót thảm xong ta đóng cái nẹp. Giờ mình lột thảm ra xong rồi mình tháo cái nẹp. Đó, tháo nẹp ra để xài lại nha. Nẹp này mua cũng đắt tiền lắm á. Rồi mình tháo ra mình lót cho dễ. Lót cái gạch đó vô. Khoảng cỡ gì ha. Nó vừa bằng cái này, bằng cái mí của cái này, nhưng mà nó ở bên trong khoảng 1 cm ha, lóng tay đó. Ở trong đây có gì nó co giật á, nó không có bị oval lên, cái nền nó không bị oval lên, co giật thì nó tự động nó sẽ co giãn vô trong này ha. Thì mình chắc sao đó chắc, đó, miễn là mình làm bằng ha. Mình lót ván á, mình cắt mình vừa bằng bằng hoặc là dư dư ra một tí đó, ra một tí gì cũng được. Rồi khi mà cái nẹp á đó, khi mà cái nẹp á mình đóng lại đó, đó thì mình chia lên ha. Đó, khi mình đóng lại cái nẹp á thì nó không có bị hở ngay chỗ này đó. Không bị hở đó ha. Trên này thì mình bắn đinh vô, đinh vô đó giữ cái nẹp, sau đó mình đi keo trắng á, giữ cái trắng vuốt ha. Ok, bây giờ đang là tháo nẹp nè. Đó. Thì tháo từ từ đây qua đây, đó, tháo một vòng hết, tháo từ đầu nhổ lên tới đó ha, cho nó đẹp trai. Nhổ đinh ra nhiều khi để mình đi khỏi bị dặm nè, nhất là khỏi bị dặm, thứ hai là mình để nhiều khi còn đinh đó, mấy cái đinh này nè cạn đây, nó xước mấy cái nẹp này rồi mất công mình sơn đồ lại ha. Đó. Thành ra là nhổ ra tới đâu là mình tháo ra tới đâu là mình nhổ đinh bỏ chỗ đó luôn đó. Cho nó gọn. Rồi sau khi đóng cái ván gạch giả gỗ đó đó thì ấy lên xong rồi mình mới bỏ cái nẹp này vô lại, mình ướm vô chỗ nào cho vừa, tại mình tháo ra nó đủ ngắn dài gì tùm lum hết đó. Đó bỏ chung vô đó, rồi khi mình đo để vô mình nháp trước cho nó bằng đâu đó hết, rồi sau đó mình mới bắn đinh lại ha. Thì tháo ra thì đồ chơi gồm có cây búa để mình đóng đó, cây kèm để mình nhổ cái đinh ra, rồi một cái cây nậy này ha, cây nậy này và một cái cây này mỏng mỏng như vậy đó, mỏng mỏng mình chấn vô, mình nương 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 nó mềm nó mỏng á, mình luồn vô trong cái khe đó mình nậy ra nó thì còn như đó ha. Đó. Thì tất cả những cái đường mà cái nẹp như vậy nè, trên này nó có đi đường keo á, nó keo cho nên nó dính ha, hoặc là sơn nè, thành ra là mình phải lấy dao mình gạch ha, để vô đây cái lưỡi này nè, nó tựa lên trên cái thằng này, nó khỏi khỏi bị ăn lây lan ha. Đó. Thì nếu mà mình cứ để siêu hỏng gì mình rạch á thì nó dễ bị ăn xuống đây đó, nó ăn xuống đây rất là dễ bị ăn, hoặc là nó khuyết nó ăn mất cái này luôn, thành ra mình để nó lưỡi sắt gì ha, cho nó có cái độ bằng nè, bằng cái mặt của này nè ha, nó hơi nghiêng xuống tí xíu đó, để dọn rạch nó tựa lên thành thì nó khỏi bị ăn phạm. Ok đó, mình rạch đường rạch cho sâu vô ha, đều ở đó hết luôn, sau đó mình mới lấy cái nẹp ra. Ok đó, thì như thế này để vô đây ha, để vô đây lấy búa mình đóng xuống. Ok đó, búa đóng xuống đây ha, mình dỡ ra nè, dỡ ra thì nếu mà mình cắt không có kỹ á thì nó sẽ có những cái đường như vậy ha, có thể là nó rách keo lên trên này luôn, rách miếng giấy này ra luôn đó. Thì mình nên nương lý do mình làm này nè, mình cậy ra gì là mình phải để ý ha, coi cái này sẵn cái này mình trắng luôn nè ha, đó trắng luôn ha,
sau đó mình đi bỏ cái này vô đó, này ra ha, đó này tay phải này này thì tay trái mình luồn đi luôn đó, luồn đi vô ha, luồn vô đẩy phụ ra luôn đó, okay. Đó luồn tới đâu thì mình đi tới đó ha, đi tới đó này ra đó, hai tay đi liên tục qua tới đó luôn, ok. Đó, này mình tháo hết luôn 5 phòng ha, để lót nó gạch ở 5 phòng luôn, làm tới đâu lên tới đó ha, nhổ lên luôn. Tí đi lấy chỗ quét, quét cho sạch xong mình đưa nước lần nữa, xong rồi mình hút mấy bụi lên rồi mình bỏ vô trong cái bịch rác, rồi tí mình lót cái kia thôi. Xong hết rồi ha. Này lót xong hết 5 phòng luôn rồi, 5 phòng rồi bắn nẹp rồi vô lại ha. Nẹp vô lại rồi tha kêu. Đó, được trái như con bà hai ha. Đó, phòng master bedroom. Chờ mấy này đóng cái này. Có miếng nẹp nối ngang qua ha, giữa miếng này dưới này, okay. Đó. Phòng thứ nhất xong rồi ha, phòng này cũng có cái rừng riêng, rừng phòng tắm riêng, một phòng, đây phòng số 2, xong rồi ha, lót sàn gỗ nhựa xong rồi, giờ đi mua cửa để làm mấy cái rèm cửa sổ nè. Phòng số 2 xuyên qua phòng số 3, xài rất râm chung à, nhà tắm, nhà vệ sinh chung qua phòng số 3 à. Nó cho biết râm ở trên này là 4 phòng rồi. Chờ chút. Đây phòng số 5. Phòng số 5 này nó chỉ có ở dưới thôi ha. Dưới tầng trệt đi vô. Cái này cũng có restroom riêng. Nhà tắm riêng. Đó. Gắn thêm kính màn nữa thôi. Trên thang ha, một màn nữa là xong. Đấy. Làm mấy cái nền nhà gạch giả gỗ xong rồi ha,
giờ tới xuống tầng hầm dưới basement để mà làm đóng mấy cái phòng dưới basement, đóng full basement ha, hoàn thiện xong hết basement luôn, nhà tắm nhà đồ dưới đó ha, phòng ngủ phòng đồ. Vô đây chắc hai xe gỗ mua xong ở đây, thiếu đinh thiếu đạn, mua đinh mua đạn, mua mấy cái rèm cửa mà đang đi lùng mua, còn gỗ thì tạm thời mua trước nhiêu đây ha. Gỗ lên giá bốn đồng 48 cây 2x4 ha, 2x4 58. Nếu mà mình mua trên 100 cây á, một lần trên 100 cây thì bớt xuống còn 4 đồng lẻ 3 sen ha, một cây. Đó. Thì giờ tạm thời mua một ít ít từ từ ha, từ từ ở đây mình được lên đây 108 cây, tức là qua 100 cây rồi đó. Qua 100 cây rồi thì nó sẽ giảm bớt xuống, hai xe chất đầy đây ha, rồi đi qua tìm mua mấy cái màng luôn đó, là vừa đủ làm bữa nay ha. Để về đóng từ từ, cây thì nhiều, mua nhiều lắm, mấy trăm cây lận, mà tạm thời thì mới có nhiêu đó thôi, để từ từ làm tới đâu tính tới đó. Đi mua một thứ là mình sẵn mình mua luôn vài thứ ha. Đó. Cây này xe nâng họ nâng lên, họ lấy mấy cái gỗ trên đó đó ha. Giống như xe tải 18 bánh đồ này kia chở tới đó thì họ mới dùng mấy cái nâng, họ lấy cái từng cái pallet họ ấy xuống đó, họ cậu xuống rồi bây giờ họ để lên gác lên trên, đầy lên trên ha, đó lên từng tầng lên lầu ha, đó lên cao múc trên đó, đó. Nâng lên trên đó rồi khi mà mình mua thì mình lấy từ dưới lấy lên, còn ở dưới mà hết rồi thì họ dùng cái xe nâng đó họ lấy từ trên xuống, họ lấy xuống đó cái khoảng trống đó ha, đó quá chừng ha. Đó, móc cái pallet vô. Gỗ đây là bên chỗ phần gỗ đủ kính thưa các loại ha, các loại gỗ để mình làm nhà rồi, làm nhà làm hàng rào làm sân vườn rồi này kia ha, đó quá trời luôn, quá trời.